Đây là trận bán kết đơn nam giữa hạt giống số 3 của giải Kim Jong-suk và tay vợt người Pháp hạt giống số 5 của giải Enzo Cuocot. Trận bán kết còn lại diễn ra cùng giờ và trên sân số 1 là trận đấu giữa Agawan và tay vợt của Nhật Bản Ken Onishi. Sau trận đấu bán kết 1 này trên sân trung tâm thì chúng ta sẽ đến với trận bán kết nội dung đôi nam giữa Agawan Ponacha của Ấn Độ đối đầu với bộ đôi của Hàn Quốc, đó là Kim Jong-suk và No Sang-woo. Cũng ở thời điểm hiện tại thì giải Men Future F9 cũng đã bắt đầu diễn ra với các trận đấu tại vòng loại của giải. Hôm nay thì chúng ta cũng có một số tay vợt của Việt Nam thi đấu như là Lê Trung Tính hay Ngọc Tú hay Lê Khang Trung cũng đang thi đấu ngày hôm nay. Lê Công Tiến cũng vậy, đang thi đấu vòng sơ loại của giải quần vợt Men F9. Cuocot là tay vợt còn rất trẻ tới từ nước Pháp. Năm nay anh mới 21 tuổi. Đối thủ của anh là một tay vợt cùng thế hệ Kim Jong-suk. Kim Jong-suk năm nay cũng đã 21 tuổi. Và anh đến với quần vợt khá muộn, 11 tuổi bắt đầu mới chơi quần vợt. Hai tay vợt được coi là ngang tài ngang sức khi cũng đang có thứ hạng tương đương nhau. Đây là một trận đấu được coi là sẽ chứa đựng rất nhiều bất ngờ. Nội dung đơn nam của giải Men Future F8 lần này thì chỉ có Hoàng Nam là tiến được tới vòng 2. Đây là giải đấu mà không có Hoàng Thiên tham dự ở nội dung đánh đơn cũng như nội dung đánh đôi. Và Hoàng Nam cũng không thể có được một đôi ưng ý để tham dự nội dung đôi nam. Tuy nhiên thì hai tay vợt đáng chú ý nhất của Việt Nam sẽ trở lại ở giải Men Future F9 sắp tới. Giải đấu cũng sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh Thể thao TV. Tay vợt tới từ Hàn Quốc là một đối thủ rất khó chịu bởi lẽ anh là tay vợt thuận tay trái. Còn đây là Enzo Cuocot, tay vợt được xếp hạt giống số 5 của giải. Hiện tại thì Cuocot đã đứng hạng 707 thế giới. Anh đã có được các chức vô địch như là Men Future F12 và 17 tại Pháp và F14 tại Croatia năm 2014. Đó là năm thi đấu rực rỡ nhất của Cuocot. Cuocot năm đó đã giành tới 3 danh hiệu Men Future. Đây là con đường lọt tới bán kết của Cuocot. Anh đã thắng Davison, thắng Sam Matheson, thắng Lauren Rochette đều với tỷ số là 2-0. Và thậm chí có những set đấu thắng rất cách biệt với tỷ số 6-0 hay 6-1. Enzo Cuocot tỏ ra khá mạnh và vượt trội so với phần còn lại của giải đấu này. Ngày hôm nay Bình Dương trời nắng đẹp và hứa hẹn sẽ là một ngày thi đấu thuận lợi. Ngày hôm qua cũng như hôm kia đều bị ảnh hưởng bởi trời mưa, các trận đấu thường xuyên bị gián đoạn. Đây là Kim Jong-suk. Kim Jong-suk năm nay 21 tuổi. Thứ hạng của anh cũng tương đương với đối thủ hạng 610 thế giới, hơn đối thủ khoảng gần 100 bậc. Anh đã có ngôi á quân tại giải Men Future F3 tại Trung Quốc 2016 và á quân của giải F2. Kim Jong-suk cũng chưa để thua một set đấu nào trên con đường lọt tới vòng đấu bán kết. Anh đã vượt qua các đối thủ như là Moon Joo-hae, Gong Xiao hay Ponacha đều với tỷ số 2-0. Như vậy là trên con đường lọt vào bán kết cả Kim Jong-suk cũng như là tay vợt Cuocot đều chưa thật sự gặp phải một bài test lớn và chưa để thua một set đấu nào. Nhưng trận bán kết này sẽ là một thử thách rất lớn đối với cả hai. Bởi xét về thứ hạng, về phong độ thì cả hai đều đang có phong độ khá tương đương nhau. Tay vợt tới từ nước Pháp thì mạnh hơn ở quả giao bóng.
được đánh giá rất cao ở cú giao bóng. Và đó cũng là điểm chung của các tay vợt tới từ khu vực châu Âu khi họ có chiều cao rất tốt. Đây là lần đầu tiên Enzo Cuocot đối đầu với Kim Jong Suk. Trọng tài chính ông Trần Công Thắng, trọng tài người Việt Nam. Với giải đấu tại Bình Dương thì tay vợt vô địch sẽ nhận số tiền thưởng là hơn 1.400 đô la Mỹ. Và tay vợt vô địch sẽ nhận số điểm thưởng là 18 điểm. Các tay vợt lọt tới bán kết bị loại sẽ nhận số điểm thưởng là 6 điểm. Nhiệt độ ngày hôm nay rơi vào khoảng 24 tới 31 độ C. Trời nắng nhiều mây. Một sự khởi đầu ngày mới tương đối thuận lợi. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Enzo Cuocot từng có vị trí rất cao trong sự nghiệp của mình. Đó là năm 2015. Khi mà anh đã có lúc vươn lên vị trí thứ 206 thế giới. Để leo lên vị trí 206 rõ ràng đó là một phong độ rất cao của Cuocot. Anh từng đạt ở vị trí này vào tháng 3 năm 2015. Và trong số những tay vợt tham dự giải thì đây cũng là tay vợt từng có thứ hạng cao nhất. Mùa giải này thì Cuocot đã thắng 12 và để thua 11 trận. Trong sự nghiệp của mình thì Cuocot đã có tổng cộng là 5 danh hiệu Men Future và 2 danh hiệu đôi ở các giải Men Future. Một thành tích rất tốt của Cuocot so với những tay vợt tham dự giải đấu này. Trong khi đó thì Kim Jong Suk, có huấn luyện viên chính là cha của anh, ông Kim Jong Gong, tay vợt này chưa có được danh hiệu Men Future nào. Tất cả những gì anh có được là những danh hiệu ở các giải đấu Men Future với việc chỉ giành được ngôi Á quân. Trong sự nghiệp thì Kim Jong Suk cũng đã từng lọt vào top 500 vào tháng 4 đầu năm nay khi anh đứng hạng 469 thế giới. Mùa giải này thì anh đã thi đấu tới hơn 20 giải và đã có 23 trận thắng để thua 21 trận. Con số 20 giải cho thấy là Kim Jong Suk rất chăm chỉ tham dự các giải đấu. Nhưng con số 20 giải cũng cho thấy là Kim Jong Suk thường xuyên bị loại sớm ở các giải, nên việc tham dự nhiều giải là điều dễ hiểu. Cuocot lúc này đã sẵn sàng. Game đầu tiên Cuocot là người nắm quyền giao bóng. Tỷ số 0-15.
Giao bóng một lỗi. Không được. 30-15 cho Cua Cốt. Ngay ở tình huống đầu tiên thì tay vợt Hàn Quốc đã đổi vợt rồi. Ngay game đầu tiên này, dường như cú đánh ở pha bóng vừa rồi khiến cho Kim Jong Suk không cảm thấy vừa tay, và anh đã phải đổi một chiếc vợt khác. Rất ít các tay vợt đổi vợt sớm như thế này. Các tay vợt thường có độ cân mặt vợt khoảng 26 cân. Và khi thi đấu thì họ sẽ để khoảng 24-25. Tức là để lưới trùng hơn, phù hợp với lúc họ đã đánh được khoảng độ vài game. Cũng có nhiều tay vợt để vợt cân rất nặng. Nó tùy thuộc vào thói quen cũng như lối chơi của từng tay vợt, nhưng để kiểm soát tốt nhất thường rơi vào khoảng 25-26 cân. Bốn mươi mười lăm nghiêng về phía Cua Cốt. Không qua lưới. Pha lên lưới không thành của Kim Jong Suk. 1-0 cho Cua Cốt. Game đấu rất dễ dàng. Có vẻ như là cảm giác vợt vẫn chưa được như mong muốn. Kim Jong Suk chưa thật sự nhập cuộc tốt. Những pha xử lý của anh có phần hời hợt và không thật sự quyết đoán. Ngay cả pha lên lưới vừa rồi với một tình huống dummy. Bây giờ đến lượt game giao bóng của tay vợt Hàn Quốc. Chúng ta cùng chờ xem. Một tỷ số là 15-0 nghiêng về phía Kim Jong Suk. Một điểm chung giữa Kim Jong Suk và Cua Cốt, họ đều có lối tấn công rất mạnh mẽ. Đặc biệt là Kim Jong Suk có xu hướng lên lưới nhiều. Không được. Tuy nhiên những pha lên lưới từ đầu trận tới giờ của Kim Jong Suk chưa được như mong muốn. Một loạt những pha xử lý vô lê của anh thường không tốt. Một phần bởi Cua Cốt tung ra những cú đánh trả đều vào tầm chân của tay vợt người Hàn Quốc. Giao bóng một lỗi. Không may mắn rồi, 30-30.
Và cùng xem lại pha bóng này. Trái không chính xác của cột đỉnh Tùng Trái chéo sân ra màng. Tỷ số được cân bằng 1-1. Không qua lưới rồi. Những pha bóng chạm ép lưới từ đầu trận đến giờ của Kim Jong Suk đều không may mắn cho anh. 15-0 cho Cua Cốt. Rất hay. Như vậy là trọng tài xác định bóng ngoài, điểm cho Cua Cốt 30-15. Rồi kết thúc game đấu cho tay vợt người Pháp. Hai một rồi. Cua Cốt sở hữu những cú giao bóng rất uy lực. Tay vợt người Pháp trong những năm gần đây phải nói là liên tục tiến bộ. Cách đây 4 năm thì Cua Cốt còn đứng hạng 1.433 thế giới. Giờ thì anh thường xuyên có mặt trong top 500. Dĩ nhiên là cũng có thời điểm bị văng ra ngoài top 500 thế giới như giai đoạn cuối năm nay. Phong độ thì không thể lúc nào cũng ổn định. Đặc biệt với những môn thể thao cá nhân. Một trận đấu đến thời điểm này là cân bằng giữa Cua Cốt và tay vợt Kim Jong Suk của Hàn Quốc. Thì Jong Suk 2014 mới bắt đầu có điểm trên bảng xếp hạng ATP. Anh khởi đầu bằng vị trí thứ 831 rất cao. Thì Jong Suk đến với môn quần vợt khá muộn. Muộn hơn so với những đối thủ khác từ 4 đến 5 năm. Năm 11 tuổi thì Jong Suk mới bắt đầu theo đuổi quần vợt. Không qua lưới. Mười lăm không.
Pha cái bóng rất thông minh của Kurkoç. Bóng ngoài 30-15. Bốn mươi ba mươi nghiêng về phía Kim Jong Suk. Bóng ngoài. Jong Suk đã đè bóng không chính xác, một game bất ổn của tay vợt người Hàn Quốc. Lợi ngoài của cốt có cơ hội bứt lên. Trọng tài vừa xác định bóng ngoài, rất tiếc cho Kurkoç, tỷ số được cân bằng. Và bóng quá khó, đội tuyển Hàn Quốc như thường lệ lại là một pha tràn lưới thành công sau khi gây sức ép rất tốt. Bóng ngoài rồi.
Tỷ số đã được cân bằng hai đều. Như vậy là Kim Jong-suk đã vượt qua được game đấu rất khó khăn vừa rồi. Một game đấu mà đã có những lúc anh phải đối mặt với nguy cơ mất break. Góc đánh rộng, phải nói là Kim Jong-suk đã phản công rất hay. Trước cú đè bóng nặng của đối phương, thì Kim Jong-suk đã dường như đoán được để tung ra cú phản công chéo sân và mở góc dứt điểm. Rất hay, Kim Jong-suk đang thi đấu rất xuất sắc ở game này. Những pha đối công cuối sân của anh với đối thủ tới từ Pháp tỏ ra mạnh mẽ hơn. Ba cơ hội giành break cho Kim Jong-suk. Quá hay, bắt bài cú giao bóng hai của đối thủ, một tình huống dứt điểm thoải mái của Kim Jong-suk để kết thúc game đấu này. Cuối cùng thì anh cũng đã tạo bước ngoặt trong set đấu thứ nhất này để vươn lên dẫn 3-2. Kim Jong-suk tỏ ra rất mạnh trong hai game trở lại đây. Một game phải cứu break nhưng vẫn thi đấu mạnh mẽ và game vừa rồi anh đã trả ra bóng quá tốt. Kim Jong-suk mới chỉ có được hai ngôi á quân ở cái giải Man Future nhưng là một tay vợt cũng đã thi đấu khá kinh nghiệm. Đặc biệt là Kim Jong-suk có một lối chơi mạnh mẽ với xu hướng lên lưới rất cao đang tỏ ra hợp lý đến thời điểm này của trận đấu. Dụng lưới 15-0 nghiêng về phía Kim Jong-suk. Không được rồi.
rất vời. Cú đánh quá khó của Kim Jong Suk. 30-15. Dứt điểm không thành công. Vẫn là những tình huống cua cốt bị Kim Jong Suk ép trái và liên tục đánh thiếu tay. Chưa để kết thúc game đấu, để duy trì ưu thế cho tay vợt Kim Jong Suk. Phản công. Đó là cú đánh phản công phải nói là hoàn hảo của Kim Jong Suk. Ở tư thế này, vị trí này, có lẽ chỉ có góc đánh đó mới hy vọng đem lại điểm số cho Kim Jong Suk mà thôi. Và anh đã làm được. Cú đánh quá khiếp của tay vợt tới từ Hàn Quốc. 4-2. Của cô lúc này phải cố gắng rất nhiều. Đối phương đang chơi quá xuất sắc. 15 đều. Ba mươi mười lăm. Bóng sâu và khó ép trái đối phương. 40-15. Tỷ số rút ngắn xuống còn 3-4 cho Cua Cốt. Một trận đấu khó khăn của Cua Cốt. Đây là trận đấu mà Cua Cốt được đánh giá cao hơn. Nhưng lúc này thì anh vẫn đang để cho tay vợt của Hàn Quốc dẫn trước.
một trận đấu mà Cucu chưa thật sự phát huy được khả năng giao bóng của mình giống như ở ba trận đấu trước. Không chính xác rồi, rất đáng tiếc. Của cốt tiếp tục không có được những pha đánh bền trước Kim Jong Suk. Tỷ số là 15-30. Cơ hội draw break cho Kukoc, anh đang hồi sinh rất mạnh mẽ trong game quan trọng này. Pha bóng đã mang lại điểm số quan trọng cho Kukoc. Anh draw break thành công và cân bằng tỷ số 4 đều. Sự điều chỉnh ở game đấu vừa rồi đã mang lại hiệu quả rất lớn cho tay vợt người Pháp. Dọc dây hơi thiếu tay và tiếp xúc bóng không tốt. Cú đánh của Kukoc 15 đều. Càng đánh thì chúng ta càng thấy sức mạnh của Kukoc được thể hiện.
Rất khó, những cú giao bóng tốt của Kurakot. 40-15. Giao bóng một lỗi. Bóng ngoài. Để bóng rất lỗi và game cho Kurakot. Hai game thắng liên tiếp giúp anh dẫn 5-4. Như vậy là xoay chuyển tình thế, Kurakot lúc này lại đang là người dẫn trước, lại đang là người gây sức ép lên đối thủ của mình. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ thì tay vợt của Ấn Độ đó là Aravan đã vượt qua Unishi của Nhật Bản trên sân số 1 trong trận đấu đầu tiên với tỷ số cách biệt là 6-1. Ngược lại thì lúc này những diễn biến của trận đấu đầu tiên trên sân trung tâm mới đi vào những game quyết định. Lối đánh của Kim Jong Suk bắt đầu bị hao mòn vì thể lực không còn đảm bảo. Dấu hiệu khá mệt mỏi của Kim Jong Suk. Trong khi đó thì tay vợt của Pháp Enzo Kurakot vẫn thi đấu rất tốt. Đi cùng anh ở các giải đấu và cũng là huấn luyện viên của anh chính là cha của tay vợt này. Bóng ngoài. Giao bóng một lỗi. Không được. Điểm đấu đầy áp lực với Kim Jong Suk. Tỷ số đã được cân bằng 30 đều.
Bóng rất nặng về phía trái tay của đối thủ, cú đánh tốt của Cua Cốt. Cơ hội giành set point. Không được. Và như vậy là chiến thắng đã thuộc về Cua Cốt. Đúng game quy định, game phải thắng của Kim Jong Suk thì anh đã không duy trì được số định của mình. Tỷ số 6-4 cho Cua Cốt. Cua Cốt đã giành chiến thắng rất thuyết phục, liên tục bị dẫn trước trong hầu lớn thời gian của set đấu thứ nhất, nhưng đã cân bằng được điểm số trước khi bước lên trong những game quyết định. 3 game cuối thật tuyệt vời đối với Cua Cốt để anh thắng 6-4. Kim Jong Suk bị hụt hơi, dường như bị sụt pin so với đối thủ trong vòng 3 game cuối. Và đó chính là nguyên nhân khiến Kim Jong Suk nhận thất bại trong trận đấu này. Đây là những thông số của trận đấu thứ nhất. Cua Cốt tung ra tới 3 điểm ace, như chúng ta đã biết Cua Cốt rất mạnh ở khả năng giao bóng. Có tỷ lệ giao bóng 1 trong sân là 68% so với 45% của đối thủ. Điểm winner của Cua Cốt không nhiều nhưng anh mắc rất ít lỗi đánh bóng hỏng. Giành 2 break point so với 1 của đối thủ, anh thắng 6-4. Chúng ta cùng đến với set đấu thứ hai, trận đấu giữa Cua Cốt và Kim Jong Suk. 15-0 nghiêng về phía Cua Cốt trong game này. Cua Cốt vẫn đang duy trì một phong độ rất ổn định cùng sự hưng phấn cao kể từ 3 game cuối của set đấu thứ nhất. Bóng ngoài. Cơ hội kết thúc game đấu cho Cua Cốt.
1-0 của cô không gặp khó khăn trong game đầu tiên của set đấu thứ hai, một sự khởi đầu thuận lợi. Thể lực chính là vấn đề của trận đấu này. Kim Jong Suk thi đấu không hề tệ, đặc biệt là ở đầu set đấu thứ nhất. Lối đánh thậm chí có phần mạnh mẽ và uy lực hơn, cùng với một khả năng lên lưới rất tốt. Nhưng sự duy trì ổn định cũng như là thể lực trong suốt set đấu thứ nhất là một vấn đề đối với anh. Rất hay, những cú đè trái phải nói là quá tốt của Cua Cốt. Tỷ số 15-30. Nếu không lấy lại sự tập trung sẽ là rất khó khăn cho tay vợt Kim Jong Suk trong trận đấu thứ hai. Hai cơ hội giành break rất khó, phải nói là may mắn đứng về phía Cua Cốt. Bóng chạm mép lưới và khiến cho tình huống lên lưới của Kim Jong Suk bị dang dở. Anh bị giật mình và không thể xử lý như mong muốn. Một pha phản ứng nhanh nhưng rất khó để có được cảm giác bóng tốt trong pha bóng vừa rồi. 2-0 cho Cua Cốt, anh đã sớm bứt lên trong trận đấu thứ hai. Bóng ngoài. 15-0. Chúng ta cùng xem lại pha giao bóng này. Điểm mây rất rõ ràng cho Cua Cốt. Nhưng ngay sau đó là lỗi kép của tay vợt người Pháp. Thank you.
Không được. Phải nói là Kim Jong-suk cũng đã rất tinh quái trong pha đôi công này với một pha bỏ nhỏ bất ngờ. Nhưng một lần nữa thì Kua Kot thể hiện sự toàn diện hơn. Từ khả năng giao bóng tới khả năng di chuyển, anh đều làm rất tốt. Quá đơn giản. Pha bắt vô lê vừa rồi của Kim Jong-suk thực sự là một cơ hội ngon cho Kua Kot. Bóng nảy rất cao, thừa thời gian cho tay vợt người Pháp lên lưới dứt điểm. Và thậm chí là anh cũng chỉ cần dứt điểm nhẹ thôi. 3-0 cho Enzo Kua Kot, hạt giống số 5 của giải. Thứ hạng thấp hơn, nhưng nhìn vào thành tích của Kua Kot thì tay vợt này được đánh giá rất cao. Và đúng như vậy, thể lực đang là một vấn đề lớn đối với tay vợt Kim Jong-suk. Anh đang cần tới sự chăm sóc của nhân viên y tế. Thi đấu dưới cái nắng ngày hôm nay thì so với ngày hôm qua, thời tiết nắng nóng hơn. Và với điều kiện thời tiết liên tục thay đổi trong những ngày qua thì phải nói là rất khó khăn cho các tay vợt tới từ các quốc gia khác nhau để thích nghi với khí hậu tại Bình Dương khi đây đang là mùa mưa. Ngay cả tay vợt chủ nhà như Hoàng Nam cũng bị loại chỉ vì lý do thể lực trong một trận đấu mà anh đối đầu với tay vợt anh đã nhiều lần chiến thắng ở các giải đấu Men Future. Nhưng Hoàng Nam đã gặp vấn đề về thể lực và để thua trước Onishi là tay vợt cũng lọt tới bán kết của giải đấu này. Ngược lại với Enzo Kua Kot thì anh lại đang có một thể lực phải nói là rất tốt. Vấn đề thể lực của tay vợt người Hàn Quốc được bộc lộ từ cuối set đấu thứ nhất và tiếp tục bị ảnh hưởng nặng trong set đấu thứ hai khi anh quyết định phải nhờ tới nhân viên y tế để chăm sóc phần bả vai bên trái cũng như bên phải của mình. Đây là một ưu thế quá lớn cho Kua Kot khi anh đang có được phong độ cao mà đối thủ lại đang có những vấn đề về thể lực. Tay vợt của Hàn Quốc là người thuận tay trái và việc bị đau bên tay trái là điều ảnh hưởng rất lớn tới khả năng thi đấu của anh. Và đó cũng là lý do khiến cho tay vợt Hàn Quốc thường xuyên mắc lỗi đánh bóng hỏng ở những game vừa qua. Quãng nghỉ này cũng sẽ có thể khiến cho tay vợt Kua Kot bị trùng xuống. Nó sẽ làm giảm hưng phấn của tay vợt người Pháp. Thời gian chăm sóc y tế của tay vợt người Hàn Quốc chỉ là 5 phút mà thôi. Như vậy là Kim Jong-suk đã có thể quay trở lại thi đấu. Mm-hmm.
rất khó khăn khi giao bóng. Nhưng cú giao bóng 2 vừa rồi của Kim Jong Suk lại rất tốt. Có độ khó cao 15-0. Bóng ngoài. Xem ra đây lại là một game đấu khá thuận lợi đối với Kim Jong Suk. 40-0. Game cho tay vợt người Hàn Quốc trở lại sau khi được chăm sóc chấn thương. Xem ra Kim Jong Suk lại đang có phong độ tốt. Tỷ số là 3-1 nghiêng về phía Cô Cốt. Mười lăm không. Những pha trả bóng rất thiếu chính xác của Kim Jong Suk. Những bước đi cũng cho thấy anh đang có những dấu hiệu của thấm mệt. Hỏng rồi, đánh hỏng quá nhiều. Với tình trạng thể lực này thì Cua Cốt thì Kim Jong Suk không thể có được những pha đánh bền mà anh tập trung cho những tình huống kết thúc nhanh. Xuất sắc và game cho Cua Cốt, tỷ số là 4-1. Di chuyển không đủ tốt, đủ nhanh để lên lưới. Và dĩ nhiên với một tình huống như vậy thì tay vợt Cua Cốt đã dễ dàng đánh passing. Game đấu tiếp theo. Tỷ số đang là 1-4. Giao bóng 1 và giao bóng 2 điểm của Kim Jong Suk đều thua xa đối thủ. Pha giao bóng góc chữ T rất tốt của Kim Jong Suk. 15-0. Mười lăm đều. Không đủ qua lưới. Lúc này thì Kim Jong Suk dồn rất nhiều sức cho những cú giao bóng. Mà anh đang có được những cú giao bóng tốt. Không qua lưới.
Giờ thì Kim Jong Suk không thể có những pha đánh bóng bên. Quá hay. Phải nói là quy định bỏ nhỏ vừa rồi của Kim Jong Suk là rất hợp lý, nhưng cũng phải nói là rất đáng khen cho những nỗ lực phòng thủ của Cua Cốt. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi quyết định của trọng tài. Như vậy là trọng tài xác định bóng ngoài, tỷ số được cân bằng. Không được. Cơ hội giành break lại được mở ra cho Cua Cốt với pha xử lý vô lê vừa rồi không thành công của Kim Jong Suk. Bóng ngoài rất đáng tiếc, sở trường là lên lưới, nhưng trận đấu này Kim Jong Suk đã xử lý quá nhiều pha bóng trên lưới mắc lỗi. 5-1 cho Cua Cốt, bẻ thêm một game ra bóng nữa của đối thủ. Tay vợt người Pháp đang nắm cơ hội chiến thắng trong tay. Như vậy là bóng đã đi ra ngoài. Chúng ta cùng xem lại. Bóng tốt. Điểm cho Kim Jong Suk. Đánh hỏng. Cua Cốt đã chủ động đánh bền, chủ động cắt bóng khi bị đối phương tấn công quá mạnh mẽ, và lối chơi phòng thủ của anh đã phát huy tác dụng 15 đều. Ba mươi mười lăm. Rồi kết thúc trận đấu cho Cua Cốt để lần đầu tiên lọt vào chung kết của một giải Men Future diễn ra tại Bình Dương. Đây là giải đấu đầu tiên của Cua Cốt tại Bình Dương. Bóng ngoài rồi, 40-30. Trước khi tham dự giải đấu tại Bình Dương thì tay vợt này vừa tham dự giải đấu tại Auckland, tại Slovenia và tại Pháp.
Đây dường như là giải đấu ở châu Á đầu tiên của Cua Cốt. Cho bóng một lối. Không được. Cú passing rất khó chịu của Cua Cốt. Và một lần nữa thì anh khiến Kim Jong Suk thất bại với nỗ lực lên lưới. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 6-4 và 6-1. Như vậy là tay vợt của Pháp đã giành quyền đi tiếp vào trận chung kết. Trận chung kết đầu tiên của Cua Cốt tại một giải đấu ở khu vực châu Á trong năm 2016. Enzo Cua Cốt đã giành chiến thắng một cách thuyết phục ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Thì Rishabh Aravan với Ken Unisi vẫn chưa kết thúc. Thì trận đấu thứ hai đang có tỷ số là 2-3 và chúng ta vẫn chưa xác định được đối thủ của Cua Cốt. Những thông số cuối cùng của trận đấu này, Enzo Cua Cốt thắng 6-4, 6-1. Anh giao bóng rất tốt, những chỉ số tuyệt vời về giao bóng, điểm winner không nhiều nhưng lưới bóng hỏng thì ít hơn hẳn so với Kim Jong Suk và giành 4 break point so với 1 giúp anh thắng 6-4, 6-1. Chúng ta sẽ còn trở lại với những diễn biến của ngày thi đấu hôm nay với trận đấu bán kết ở nội dung đôi nam sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ trưa. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.